Một trong nhiều cách thức góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chính là tăng cường tham vấn với cơ quan quản lý nhà nước. Hiểu được điều đó, hơn 4.700 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia hệ thống đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước. Theo đó, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế mới, các doanh nghiệp đã chú trọng việc nắm bắt nhanh chóng quy định của các sở, ban ngành nhà nước. Chính vì vậy, việc tham gia hệ thống đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước được hơn 4.700 doanh nghiệp ủng hộ, đặc biệt nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ban điều hành hệ thống đối thoại đã công bố trang thông tin điện tử hệ thống đối ngoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố. Cụ thể, ban điều hành hệ thống xây dựng bộ phận chuyên trách quản lý, vận hành và theo dõi thường xuyên nhằm điều phối kịp thời các câu hỏi đáp trong thời gian ngắn nhất, bổ sung ngôn ngữ ngoài tiếng Việt để mở rộng môi trường sinh thái doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống đối thoại được nâng cấp toàn diện với nhiều nền tảng tiện ích nổi bật như diễn đàn online để doanh nghiệp trao đổi tương tác thường xuyên thay vì chờ hội nghị định kỳ như trước đó. Chúng tôi sẽ tăng dần cái số lượng đối thoại trực tiếp và đối thoại trực tuyến. Đặc biệt là đối với thoại trực tuyến thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái cơ quan truyền thông báo chí, sẽ mở các cái buổi đối thoại trực tuyến livestream với từng sở ngành, với từng nhóm vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, để qua đó có thể thu hút nhiều cái doanh nghiệp cùng tham gia, chia sẻ, và qua đó thì chúng tôi cũng nắm được những vấn đề mà doanh nghiệp khó khăn vướng mắc để có kiến nghị với thành phố, đặc biệt là những vấn đề về cơ chế chính sách thì để giúp làm cái cơ sở cho thành phố có thể kiến nghị với trung ương để ban hành những cái chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm vừa qua, hệ thống đối thoại đã hỗ trợ cho chúng tôi trong rất nhiều vấn đề mà có thể kể đến gần đây nhất là vấn đề triển khai hóa đơn điện tử thì chúng tôi đã trao đổi thường xuyên để có hướng dẫn cụ thể. Hệ thống đối thoại hỗ trợ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề chúng tôi gặp phải khi sinh sống và làm việc ở đây thì chúng tôi có thể trao đổi đối thoại. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng có rất nhiều yêu cầu để có thể kết nối với các doanh nghiệp khác ở địa phương khác. Nên chúng tôi cũng mong rằng hệ thống đối thoại có thể mở rộng chức năng của mình hơn, trở thành cầu nối kết nối nhiều doanh nghiệp với nhau. Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thành phố đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống đối thoại doanh nghiệp và nhà nước. Hệ thống khởi động năm 2002, tính đến tháng 10 2022, đã có hơn 4.708 doanh nghiệp, hiệp hội đăng ký tham gia với hơn 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, thành phố đã tổ chức 227 hội nghị đối thoại trực tiếp, thu hút hơn 35.120 lượt doanh nghiệp với 49.325 lượt nghìn người tham dự. Hơn 19.000 câu hỏi do các doanh nghiệp đặt ra được nhà nước giải đáp. Việc đối thoại doanh nghiệp và nhà nước giúp tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp. Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ phát triển những thiếu sót, hạn chế trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện hồ sơ, nắm bắt cơ hội sớm nhất trong chiến lược phát triển.